Chương trình dạy từ vựng tiếng Anh đơn giản dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. Dựa theo những tập phim hoạt hình của BBC, mỗi tập phim sẽ được chọn ra 5 từ để dạy. Phần dạy từ và minh họa sẽ do các giáo viên người Anh, Mỹ, Úc và học sinh các trường trung học quốc tế tham gia thực hiện. Phát âm đúng, nói đúng, khi giao tiếp sẽ giúp các bạn nghe được dễ dàng hơn. Phần luyện nghe, các du khách quốc tế sẽ đọc 5 từ được dạy, giúp các bạn nhận biết sự khác biệt trong cách phát âm của trường học và môi trường giao tiếp bên ngoài. Chương trình được bắt đầu phát sóng ngày 1 tháng 11 2007 vào lúc 20 giờ 45 thứ ba và thứ năm hàng tuần trên kênh HTV4. Kính mời quý vị và các em cùng đón xem. Chào mừng các bạn đang đến với Damn Dead Tune. À ha, ngày hôm nay các bạn hãy cùng với anh Toàn đi đâu chơi đây ta? Chúng ta hãy cùng đến với đất nước Anh cổ xưa để gặp vị vua Arthur tài giỏi, hay là đi về đất nước Trung Quốc xa xôi gặp cậu bé Nata, hay là đi thẳng đến vùng đất thần tiên để cùng chơi với cậu bé Peter Pan và những người chị, những người bạn của mình. Có rất nhiều những nơi, có rất nhiều những vùng đất huyền thoại, bí ẩn, hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta khám phá. Vậy thì chúng ta hãy cùng làm một cuộc khám phá với Name Dead Tune. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ ngoài việc khám phá ra thì chúng ta còn có gì? Có được những phần thưởng rất hấp dẫn từ chương trình. Đó là đội chiến thắng. Các bạn sẽ nhận được 1 triệu 500 ngàn đồng, những phần quà của nhà tài trợ và một chiếc cúp của Name Dead Tune. Đội về nhì cũng không hề thua kém đâu. Các bạn cũng nhận được quà của nhà tài trợ và 900 ngàn đồng. Chưa hết đâu, tất cả chúng ta đều chờ đợi để thật sự khám phá một vùng đất thật đẹp, vùng đất mà mọi người đều mơ ước. Chúng ta đến đó sẽ có những cuộc dạo chơi rất thú vị. Disneyland Hồng Kông. À, càng lúc càng hấp dẫn đúng không nào? Anh Toàn nói nha, đã có 3 đội giành được quyền đến với Disneyland Hồng Kông rồi. Không biết các bạn có phải là đội thứ tư hay không? Hình như anh nói quá nhiều đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ 2 đội chơi ngày hôm nay đi. Một đội mang tên Đom Đom. Wow. Nguyễn Ngọc Linh Đan, mình là học sinh lớp 4 trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Trong những bộ phim hoạt hình, mình rất thích phim bộ phim hoạt hình Barbie. Vì trong phim Barbie có cô nàng búp bê có mái tóc dài ơi là dài, rất thông minh và xinh đẹp. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Khánh Linh. Năm nay mình học lớp 4 trường Nguyễn Đình Chính. Trong các bộ phim hoạt hình, mình thích nhất là bộ phim hoạt hình Tom and Jerry. Vì trong bộ phim ấy có một chú chuột rất thông minh và nhanh nhẹn. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thành Hiệp, đang học lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Trong các phim hoạt hình, mình thích nhất là phim Tạc Răng, vì Tạc Răng có sức mạnh và luôn giúp đỡ mọi người. Xin chào tất cả các bạn, đội chúng mình tên là Đom Đóm. Sở dĩ mình lấy tên Đom Đóm vì chúng mình rất thích những chú Đom Đóm phát sáng trong đêm hè, gợi nhớ cho chúng mình nhớ đến những bậc cha ông ngày xưa đã bắt Đom Đóm để bỏ vào vỏ trứng. Các bạn hãy cổ vũ cho đội chúng mình nhé. Chiến thắng. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem chơi với đội Đom Đóm sẽ là đội Sứa Nhỏ, họ là ai? Xin chào các
các bạn, mình là Kiết Mẫn. Mình học lớp 5-13, trường học dân lập quốc tế. Hôm nay mình đến đây để được giành chiến thắng và vui học và vui cùng Nem Đắc Tuân. Chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Hồng Phúc, học sinh lớp 44, trường tiểu học Bò Sen. Sở thích của mình là được xem TV, đọc truyện tranh. Và nhân vật mình yêu thích là Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hồ Đắc Phê Anh, học sinh lớp 5-13, trường tiểu học dân lập quốc tế. Hôm nay mình rất vui khi được tham dự chương trình Nem Đắc Tuân. Hôm nay nhóm xứ nhỏ đến đây để được vui cùng Nem Đắc Tuân kỳ này. Sở dĩ bọn mình đặt tên là nhóm xứ nhỏ và vì khi bọn mình có phim Finding Nemo, bọn mình thấy có những chú xứ nhỏ đẹp huyền bí và di chuyển mềm mại trong lòng đại dương mênh mông. Vì hôm nay nhóm mình tới đây để được chơi, suy nghĩ và giành chiến thắng. Yeah! Wow, đúng rồi. Các bạn hãy đúng với Nem Đắc Tuân, chơi, suy nghĩ thật kỹ, phán đoán và giành chiến thắng. Yeah! Vậy thì bây giờ anh Toàn không để các bạn chờ đợi lâu nữa. Chúng ta hãy cùng đến với Nem Đắc Tuân dòng thứ nhất, dòng tai nghe mắt thấy. Các bạn hãy bình tĩnh đi, tất cả chúng ta sẽ cùng bắt đầu thi tài nhé. Ở dòng này các bạn sẽ được theo dõi một đoạn trích phim hoạt hình. Sau đó anh Toàn sẽ hỏi bất cứ những gì liên quan đến đoạn trích mà các bạn vừa xem. Chúng ta có 4 câu hỏi 5 điểm và 1 câu hỏi 20 điểm. Hãy cố gắng và ghi điểm thật nhiều. Nào, đội đom đóm, các bạn thích mặt hình hay chữ? Mặt hình. Mặt hình, để xem nha. Là mặt chữ xứ nhỏ, các bạn giành quyền đi trước. Và các bạn đi trước thì các bạn sẽ đến với đoạn trích về một bộ phim hoạt hình rất dễ thương, Cậu Bé Bay Peter. Hỏi bộ phim Peter Pan, chắc chắn các bạn sẽ biết nhiệm vụ của chú chó Nana trong nhà là làm tất cả những việc lặt vặt. Để xem chú chó Nana làm được gì. À, điều này anh Toàn phải kiểm tra trí nhớ và sự quan sát của các bạn. Nào, câu thứ nhất. Làm thế nào mà Nana mang được chiếc gối ở dưới đất để lên giường? Khuê Anh. Thưa anh Đình Toàn, chú chó Nana đã dùng miệng và tha chiếc gối lên giường. Dùng miệng và tha chiếc gối lên giường, bạn được 5 điểm. Câu số 2. Tấm ra trải giường có màu gì? Hồng Phúc. Dạ thưa anh, tấm ra trải giường có màu tím. Màu tím đó là cái mền phủ ở trên, còn tấm ra trải giường thì có màu hồng. Các bạn không ghi được gì. Câu số 3. Thứ tự 3 chữ cái mà Nana sắp xếp là 3 chữ gì? Kiết Mẫn. Dạ thưa anh Đình Toàn, thứ tự mà Nana sắp là A, B, C. 5 điểm. Cái mâm mà chú chó Nana đội trên đầu có bao nhiêu cái ly? Ai trả lời? Cả ba, Hồng Phúc đi. Dạ thưa anh, chiếc mâm trên đầu Nana đội là có 3 chiếc ly. Và các bạn có 5 điểm. Và bây giờ là câu quan trọng, câu 20 điểm. Hít sâu vào, thở ra, lắng nghe. Trong đoạn trích, cậu bé em đã gọi anh trai của mình tên gì? Cậu bé em đã gọi anh mình là Ben. Các bạn đã không ghi được điểm trong câu này. Ý chưa, anh Toàn nghe rất rõ trong lúc đánh kiếm.
cậu em đã vừa tưng lên và nói: "Ôi, em xin lỗi nhé anh John." Đúng không nào? Tuy nhiên, anh Toàn vẫn tặng quà cho các bạn đây. Hãy nhận lấy những đĩa phim hoạt hình và cùng mời bạn bè mình xem chung những đĩa phim rất hay các bạn nhé. Chụp lấy nào. Wow. Bây giờ sẽ là đội Đom Đóm. Đoạn trích của các bạn cũng trích trong phim hoạt hình Peter Pan nhưng đoạn khác. Bắt đầu. Coi kỹ ở đó đi, chắc là có đâu đây thôi. Có đó không? Chắc là có ai lấy rồi. Fins, đừng đùa nữa, hãy giúp tôi tìm cái bóng đi. Cái bóng, bóng ơi. Có bao giờ xem phim Peter Pan chưa? Dạ rồi, chúng ta đều công nhận là Peter Pan là một cậu bé rất tinh nghịch nhưng cũng rất dễ thương. Và anh Toàn bắt đầu thích Peter Pan rồi đó. Chắc chắn có một lúc nào đó anh Toàn sẽ tìm gặp cậu ấy. Đó là chuyện về sau. Còn bây giờ thì anh Toàn sẽ dành những câu hỏi 5 điểm cho các bạn. Câu thứ nhất, Peter Pan đang tìm cái gì? Linh Đan. Dạ thưa anh Toàn, Peter Pan đang tìm cái bóng. 5 điểm dành cho các bạn. Câu số 2, cậu bé Peter Pan đã mặc chiếc áo màu gì? Khánh Linh. Thưa anh Đình Toàn, Peter Pan đã mặc chiếc áo màu xanh lá cây. 5 điểm dành cho bạn. Trên chiếc nón của Peter Pan có cái gì? Thanh Hiệp. Dạ thưa anh Đình Toàn, trên cái nón của Peter Pan có cắm một cái lông. Các bạn được 5 điểm. Cái bóng của Peter Pan đã trốn vào đâu? Ai nào? Khánh Linh. Thưa anh Đình Toàn, cái bóng của Peter Pan đã trốn ở trong cái tủ. Và các bạn được 5 điểm. Hãy cố gắng, đây là câu quan trọng, câu 20 điểm. Cô Đom Đóm đi cùng Peter Pan tên là gì? Câu này đòi hỏi các bạn phải lắng nghe rất kỹ. Nhưng mà đây là bộ phim quen thuộc mà. Nhớ không? Ai trả lời? 5 4 3 2 1 Không. Hết giờ rồi. Các bạn có nghe Peter Pan nói không? Nào, tìm đi Tinker. Tên cô ta là Tinkerbell. Và các bạn đã không ghi được điểm trong câu hỏi của anh Toàn rồi. Nào, nhưng mà các bạn vẫn nhận được quà giống như là đội của sứa nhỏ vậy. Nào, hãy chụp và chụp cẩn thận nào. Wow, hay quá. Chính xác rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi điểm số của cả hai đội là bao nhiêu. Nào, đội sứa nhỏ, các bạn đang giữ 15 điểm. Và Đom Đóm, các bạn đang có 20 điểm. Sứa nhỏ, anh Toàn nói nghe nè, đừng sợ. Chúng ta sẽ tiếp tục bứt phá ở vòng 2 của Nêm Đế Tuôn, vòng Điều Gì Xảy Ra. Mỗi đội sẽ cùng theo dõi một đoạn phim hoạt hình. Sau đó anh Toàn sẽ dừng lại và các bạn sẽ trả lời cho anh Toàn nghe điều gì đã xảy ra tiếp theo. Chúng ta có 30 giây để thảo luận và hãy cố gắng để nhận lấy 30 điểm của vòng này. Thế nào?
đội sứa nhỏ các bạn có điểm thấp hơn nên các bạn được đi trước. Và đoạn trích của các bạn trích trong bộ phim hoạt hình Na Tra. Vui quá. Lại... ta ở đây nè, lại nữa sao? Xem chồng nóng quá. Lão Long Dương, ông đừng hiếp đáp người quá đáng. Chồng càng khôn của Na Tra hình như không có tác dụng rồi. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây các bạn? 30 giây thảo luận bắt đầu. Hết giờ rồi. Rao, trả lời đi, điều gì xảy ra? Dạ thưa anh Đình Toàn, điều xảy ra là Na Tra sẽ thu phục được Long Vương. Na Tra thu phục Long Vương bằng cách nào? Dạ thưa anh, là dùng lụa hồn thiên. Thôi thì chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn trích tiếp theo. Sứa nhỏ, các bạn sẽ nhận được 30 điểm cho câu trả lời vừa rồi. Nào, hãy cùng đón nhận một người bạn mới đến chơi với các bạn đây. Và anh ấy sẽ mang đến cho các bạn 30 điểm. Đương nhiên là theo cách tặng của anh Toàn. Hãy chụp lấy. Nào. Wow. Còn bây giờ, đội đom đóm, đoạn trích của các bạn cũng trích trong bộ phim hoạt hình Na Tra. Quá, cho tôi mượn chơi. Vui. Cái lưng của ta vui quá. Vui quá. Cẩn thận đó, tiểu gấu heo đó là Long Dương, cậu đừng có làm bị thương đó. Con rắn nhỏ chính là Long Dương, thì tiểu gấu heo làm gì đây? 30 giây thảo luận dành cho các bạn bắt đầu. Nào, hết giờ rồi. Nói cho anh Toàn nghe, điều gì xảy ra hả Đom Đóm? Thưa anh Đình Toàn là chú tiểu gấu heo. Chú tiểu gấu heo khi biết chú rắn nhỏ đó là Long Vương sẽ hoảng sợ và làm Long Vương bị rơi xuống đất. Cho điểm bây giờ được chưa ta? Chưa đúng không nào? Bởi vì chúng ta cũng phải theo dõi đoạn trích tiếp theo xem sao đã. Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Ông tự chơi, tôi còn việc phải đi trước. Thật không biết lớn chứ nói gì hết. Cậu ta đâu có biết là Long Dương biến thành đâu. Đi thôi. Quá nguy hiểm. Các bạn cũng xứng đáng nhận được 30 điểm cho câu trả lời vừa rồi. Nào, hãy cùng nhận lấy một chú bò nhỏ và nhớ đừng để rơi nhé. 2, 3. Ê, may mắn quá, các bạn làm cho anh Toàn hồi hộp đấy. Nào, bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng hồi hộp theo dõi điểm số của cả hai đội. Đội sứa nhỏ, các bạn đạt được 45 điểm. Và Đom Đóm, các bạn vẫn dẫn trước với 50 điểm. Ôi, anh Toàn muốn thư giãn một chút đây. Chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 của Nem Đê Tuôn, vòng đôi tay khéo léo. Các bạn có biết một cậu bé tên là Peter Pan? Cậu bé không bao giờ lớn. Hay cùng với người chị Wendy và cô bạn Tinkerbell của mình đến thăm mọi người bằng cách bay vào cửa sổ. Và tất cả chúng tôi thường hay bay đến vùng đất thần tiên, vùng đất vĩnh cửu,
Neverland. Wendy viết thư báo cho tôi biết rằng Wendy rất thích vùng đất này và nhờ tôi hãy phát họa cho cô ấy một hình ảnh về vùng đất thần tiên. Tôi liền nghĩ ngay đến các bạn, đến Nam Đất Tương. Tại sao chúng ta không dùng Nam Đất Tương để gửi đến cho cô ấy một vùng đất thần tiên? Hôm nay như tôi hơi giống quả dâu tây các bạn ha. Nhưng mà không sao, miễn là dễ thương đúng không nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vẽ vùng đất thần tiên những người bạn của tôi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quyết định tặng điểm cho cả hai đội đây. Vùng đất Neverland của bạn được cắm một cái bảng 17 điểm. Nào, hãy đặt một cái bảng cho vùng đất của các đội bên đây. Các bạn sẽ được 16 điểm. Các bạn thấy là chúng ta rất khéo léo rồi. Vậy thì bây giờ tiếp tục đi bằng đường cửa sổ theo tôi. Chúng ta bay về với vòng 4 của Nam Đê Xuân. Vòng nhanh trí. Bây giờ tôi muốn biết số điểm của cả hai đội qua 3 vòng như thế nào ta. Đội sứa nhỏ, các bạn đã có 62 điểm. Và đơm đớm, các bạn có 66 điểm. Anh Toàn ghi nhận đội sứa nhỏ, các bạn đã rút thêm được một điểm giữa khoảng cách giữa hai đội rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng ở vòng thứ tư, vòng nhanh trí. Ở vòng này các bạn sẽ cùng bấm chuông để giành quyền ưu tiên trả lời. Mỗi một câu trả lời đúng, các bạn được cộng 5 điểm. Còn một câu trả lời sai, các bạn bị trừ đi 5 điểm. Thật lòng thì anh Toàn không muốn trừ điểm của bạn nào cả, nhưng vì đây là luật chơi nên chúng ta hãy cẩn thận. Và sau mỗi câu hỏi của anh Toàn sẽ có một từ bang. Và khi đó các bạn sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời. Nhớ nhé, hai đội hãy sẵn sàng. Câu thứ nhất. Trong bộ phim hoạt hình Nàng Tiên Cá, hai con vật kéo xe cho chú cua Sibesen là hai con gì? Bang. Nào, sứa nhỏ. Hai con vật kéo xe cho chú cua Sibesen là hai con cá vàng. Hai con cá vàng và các bạn được 5 điểm. Câu số 2. Trong phim Cô Bé Lọ Lem, ai đã mang chiếc vòng đeo cổ về cho Lọ Lem? Bang. Nào, sứa nhỏ. Dạ, thưa anh,
Anh Đình Toàn là hai chú chuột. Tặng các bạn 5 điểm. Câu số 3. Trong phim hoạt hình Doraemon, chú mèo máy thông minh, tên của em gái Doraemon là gì? Ben. Đom Đóm trả lời đi nào. Dạ thưa anh Toàn, em gái của Doraemon tên là Doremi. Doremi và các bạn được 5 điểm. Trong phim hoạt hình Gia Đình Siêu Nhân, cậu con trai thứ hai có khả năng gì đặc biệt? Ben. Sứa nhỏ khoan đã, bạn bấm chuông rất nhanh, nhanh trước từ Ben của anh Toàn, cho nên quyền ưu tiên thuộc về đội Đom Đóm. Dạ thưa anh Đình Toàn, đứa con thứ hai có phải là có tài năng là có thể giãn ra như kẹo cao su không? Giãn ra như là kẹo cao su, đó cũng là một tài năng, nhưng không phải của cậu con trai thứ hai. Các bạn bị trừ 5 điểm. Khả năng của cậu con trai thứ hai là chạy rất nhanh. Nhớ chưa Thành Hiệp? Nào, tiếp theo, trong phim hoạt hình Aladdin và Cây Đèn Thần, nàng công chúa tên gì? Ben. Sữa nhỏ. Vậy thưa anh Đình Toàn, trong phim hoạt hình Aladdin và Cây Đèn Thần, nàng công chúa tên là Jasmine. Jasmine và các bạn được 5 điểm. Trong bộ phim Seth gả Trần Tinh tốt bụng, để lấy lại đầm lầy của mình, Seth phải làm theo yêu cầu gì của nhà vua? Ben. Anh Toàn đã nghe tiếng chuông rất nhanh của đội Đom Đóm, các bạn mất quyền ưu tiên nhé. Nào, các bạn có câu trả lời không? Dạ có, vậy thì bạn trả lời đi nào. Dạ thưa anh Đình Toàn, Seth phải là cứu công chúa Fiona mới được trả lại nhà. 5 điểm. Trong phim hoạt hình Vịt Con Xấu Xí, chú vịt con xấu xí thật ra là con gì? Ben. Thưa anh Đình Toàn, đó là con thiên nghe. Các bạn có 5 điểm. Trong bộ phim Gia Đình cá mập Lenny đã hóa trang thành ai để được sống ở bãi san hô? Ben. 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 5, 4, 3, 2, 1, 0. Không ai trả lời hết. Có nghĩa là các bạn đã mất cơ hội để có thêm 5 điểm. Chú cá mập Lenny đã phải hóa trang thành cá heo Sebastian. Nhớ không? Sebastian nào? Bây giờ chúng ta đến với câu số 9. Trong chuyện Ai Mua Hành Tôi, người chồng đã rao như thế nào lúc quẩy gánh đi lại trước cửa hoàng cung? Ben. Nào, sứa nhỏ. Đình Toàn, đọc bành đòn gắn cụ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. 5 điểm dành cho các bạn. Câu cuối cùng. Trong sự tích Cây Tre Trăm Đốt, câu thần chú mà anh Khoai đọc để 100 đốt tre nối liền lại với nhau tạo thành một cây tre trăm đốt là gì? Ben. Sữa nhỏ. Cái tên Đình Toàn, khách nhập, khách nhập, khách xuất, khách xuất. 5 điểm, 5 điểm. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng xem điểm số của cả hai đội nào. Đội Đom Đóm các bạn có 71 điểm. Và sữa nhỏ, các bạn rất xuất sắc vượt lên với 92 điểm. Và tất cả chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui với đội chiến thắng, đội sữa nhỏ. Hãy giơ cao chiếc cúp của đội chiến thắng nào. Và nhấn chân vào 900.000 thuộc về đội Đom Đóm, 1.500.000 đội sữa nhỏ. Cảm ơn các bạn đã chơi thật vui với Nem Deathtoon. Cảm ơn nhà tài trợ Daisy Yumi đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Các bạn,
chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 18:30 trên HTV9 vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Nào, bây giờ thì anh Toàn vẫn muốn nói với các bạn là Nem De Tune mỗi tuần một lần, vui ơi là vui. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình An ninh và cuộc sống, chương trình do Công ty Cổ phần Bảo hiểm 3A tài trợ.